đâu vậy? Mà chắc mẹ đi đâu á? Hả? Chắc mẹ đi đâu vậy? Cả chắc mẹ đi đâu nhỉ? Cả đưa mẹ đi. À, dạ dạ. Cả đưa mẹ đi vào đấy đúng không? Nào con thử ăn coi. À, thế là con không biết bật nhạc đúng không? Thank you.
gì vậy con? Nó làm gì á? Con đưa mẹ đi đâu vậy? Con dắt mẹ đi đâu á? Hả? Con dắt mẹ đi đâu vậy? U, cả dắt mẹ đi đâu nhỉ? Đưa mẹ đi. À, chà chà. Cá đưa mẹ đi vào đấy đúng không? Nào con thử ăn coi. À, thế là con không biết bật nhạc đúng không? Thế để mẹ bật cho nha. Mẹ bật chung cho con nha. Nè. Rồi, con chơi đi. Đó. Này con chơi này. Này con để tay này. Đúng rồi. Đó. Đấy, con thử chơi đi. Ôi trời ơi, cái gì mà cứ kẹo mè vào nhờ. Đấy, con chơi đi. Rồi, con chơi nhỉ. Ta chơi nhá. Con đợi bụng nữa đúng không? Thế mẹ đi lấy đồ ăn cho con nhá. Con ngồi đi chơi nhá. Con chơi đi, con chơi đàn đi nhá. Sữa đúng không? Rồi, đây. Đưa mẹ vào sữa. Rồi, con uống đi. Nó nấu. Con nha. Giờ đâu nó? Thì sờ đi xong rồi giữ giữa. Mẹ mẹ giữ cho cá nhá. Ngọt nha. Nó nấu. Chơi đi sẵn giờ giờ đói đúng không? Cá mới giỏi nha. Cá chơi được đàn rồi đấy nha. Cá giỏi nha. Đó. Gì nào để mẹ coi nè. Cái gì á? Có gọi gì đâu nha. Ngon nha. Rồi thế mẹ lấy cái cây cho ta ăn nha. Rồi con thích ăn cái gì? Rồi để mẹ bóc cái nào hay con bóc. Ừ, cá giỏi nha, cá bóc luôn nha. Nào để mẹ bóc cái nào, để mẹ bóc cái nào. Mẹ bóc cái cá ăn nha. Rồi, ăn ngon nha. Rồi. Ngon nha.
Ngon đấy, còn ăn nữa không? Con ăn cái gì? Con ăn cái gì? Con lạy đi. Con lạy đi. Thương quá. Con lạy gì? Con ăn gì? Ăn cái gì? Ăn cái này nhá. Này nhá. Nè, này bắp cúc ca này. Nè. Đây, ngọt nha. Rồi. Ta mẹ ăn ngon thế. À. Rồi, tiếp nha. À, để mẹ bóc tiếp. Ta mẹ thích ăn chuỗi lắm nha.
Con nhớ mẹ Chiến hả? Ờ, đây này, hình này, hình của mẹ Chiến này. Thấy không? Rồi con lấy đá để xem đúng không? Ồ. Con nhớ mẹ Chiến hả? Ồ, thương nhờ. Thương nhờ. Con nhớ mẹ Chiến đúng không? Rồi con lấy hình trường xem đúng không? Thương nhờ. Con nhớ mẹ Chiến đúng không? Này, hình của mẹ Chiến này. Đúng rồi. Hình đẹp không? À, hình mẹ Chiến này. Cá ơi. Này, đó, thấy chưa? Ố, thương chưa? Ố, con nhìn kìa. Đó, này, hình mẹ Chiến này. Đó, thấy chưa? Đúng rồi, con nhìn á, con tim á. Đó, ui, con thơm đấy. Thương nha. Cá mẹ gọi nha. Đúng rồi. Dạ nha. Dạ nha. Đấy. Cái mẹ đứng nào. Nào, đứng bên nào. Đúng rồi, đứa mẹ 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 con nào. Nào. Thương nha. Đứng coi nha. Đúng rồi. Hai người ngoan nha. Thương nha. Ta nhớ mẹ Chiến đúng không? Mẹ Chiến về chơi với con là 2 ngày rồi là đi về công việc rồi. Năm nào rảnh mẹ Chiến về thăm cá tiếp này. Nha. Thường nha. Rồi. Mẹ bị con ra đi chơi nha. Đó nè. Rồi. Thấy chưa? Đó. Rồi. Rồi nha. Cá mẹ nhỏ nha. Rồi. Cây cho con ăn nè, sữa con uống nè, nha. Nào, ngồi lại đây, con ngồi đây. Đấy, rồi. Thường nha, con ngồi đấy nha. Ngồi nha. Rồi, ta hãy ngồi đó. Con xuống. Con mẹ nha. Rồi, mẹ đi chuẩn bị đồ ăn cho con nha. Thương kia kìa, uống kìa. Rồi. Ngoan nha. Ta ngoan mới được uống sữa đấy nhờ. Rồi, cá đưa mẹ cắt nào, con ăn chuỗi nào. Nha. Rồi, con thả ra. Đúng rồi. Con ăn chuỗi mẹ lấy nhá. Nè, mẹ lấy chuỗi cho cá này. Đúng rồi. Nè, con ăn được không? Nè, con có ăn được không? Ui, con no rồi.
biết cá đã dày chưa nhỉ? Để đi xuống đây này. Con đi đâu vậy? Dạ. Con đi đâu á? Con mẹ giờ đi, con đi đâu vậy? Con đi học rồi hả? Ừ. Con về nè, con đi học. Con đi đâu á? Hả? Con định trốn đi đâu á? Ôi ôi, mẹ thương thế này mà con định trốn đi hả? Thương nhỉ? Ừ. Con đang thương mẹ hả? Thương mẹ sao mà đòi trộn đi á? Mẹ thương con mà. Trộn đi nè nhá. Ở đây với mẹ nhá. Mẹ thương mẹ. Mẹ thương cá mẹ đó. Thương nhỉ. Mẹ đưa con vào đi cất cặp nhá. Ngồi xuống để mẹ thảo cặp cho con nhá. Thương nhá. Rồi. Nào ngồi đây nào. Rồi. Ngồi xuống. À ngồi đây ngồi mẹ đúng không? Ngồi yên nào. Làm gì á? Rồi. Đây mẹ phải tự nằm. Đó. Con ngồi xuống đây. Đấy. Ngồi xuống nào. Rồi. Đây mẹ. Mẹ cổ tập cho con nào. Đi làm gì á? Nào ngồi yên ạ. Nào. Cho mẹ mở cái cặp của cá có chi trống nào. Nào nhờ. Có thịt cá nào. Cá có chi trống này. Ồ. Không có gì hết nhờ. Con mình nhìn nữa hả? Rồi nè. Nè. Đó. Thương nhờ. Thương nhờ. Rồi. Mẹ cắt cặp lại nè. Mẹ cắt cặp cho cá nè. Rồi. Ngồi đi. Thường nha. Con làm gì á? Con ngồi đi. Rồi. Ôi trời, thương chưa? Con ngồi xuống nè. Để mẹ cắt cặp cho. Thường quá nhỉ. Thường cưng nhỉ. Thường nhỉ. Rồi, con lên đây. Ôi, mẹ bị con cắt cặp rồi nha. Đây, đồ ăn của con đây, đồ ăn của cá đây nè, thấy chưa? Rồi, để mẹ phải đứng lên bàn cho con nè, nào, lên đây, con lên đây. Rồi, cá mẹ dọn nha, mẹ đứng lên bàn cho con nha. Đồ ăn của con đây, nào, cá lên làm nào, cá lên đây ngồi, rồi, cá xuống đây. Rồi, ngồi đây, cá lên đây luôn đi, lên đùi đi.
đây con ngồi đây đây à con ngồi đó hả rồi để mẹ xịt vào tí này nào. Rồi con ăn nào ngồi đây nào ta ngồi đây để mẹ lấy cho này mẹ bóc con ăn nha rồi con làm gì à con thích ăn quả gì con lấy nhá rồi rồi ôi trời kìa thương nha đợi đây đúng không rồi con ăn đi chưa bóc con ăn luôn nha đây mẹ bóc cho con ngồi lên nào ngồi lên đi con ngồi lên đi này con ngồi dậy đúng rồi này trời ơi chơi còn lúc mà con đợi bùng cười nha này đừng bỏ trộn mẹ nhá bỏ trộn là đòi bùng đấy nhá thương nha mẹ bỏ cái này còn ăn nhá bỏ cái này còn ăn nhá từ nào từ hôm nay nha để mẹ mẹ chấm nhá đừng đi chơi đâu nữa nhá cái này con ăn hả thế con ăn cái gì thế con ăn nhảm nhá nó chưa ngon nha cho mẹ ăn với đã cho mẹ ăn với nào